Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Top Thú Vị. Các bạn thân mến, mặt trời là ngôi sao trung tâm của Thái Dương Hệ. Mặc dù ngày nay nó chỉ là một ngôi sao, nhưng một số các nhà khoa học tại Đại học Harvard cho rằng có thể mặt trời đã từng có một người anh em song sinh. Nó là một hệ sao nhị phân cổ đại và cũng có thể hành tinh thứ 9 đã bị người anh em song sinh này bắt giữ. Nghiên cứu mới được Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ công bố trên tạp chí Vật lý Thiên văn ngày 18 tháng 8 vừa qua. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Top Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Top Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Theo lý thuyết hình thành hệ mặt trời, ngôi sao trung tâm Thái Dương Hệ được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm trước. Do sự suy sụp hấp dẫn của một phần nhỏ thuộc đám mây phân tử khổng lồ. Khi đó, hầu hết các khối lượng suy sụp và tích tụ tại trung tâm tạo nên mặt trời, trong khi đó phần còn lại của đám mây dẹt ra, hình thành một đĩa bụi và khí tiền hành tinh. Qua thời gian, chúng tiến hóa dần thành các hành tinh, mặt trăng và các tiểu hành tinh như chúng ta thấy ngày nay. Đây được coi là lý thuyết hình thành hệ mặt trời được chấp nhận rộng rãi nhất. Nhưng mới đây, một lý thuyết mới được công bố trên tạp chí Vật lý Thiên văn ngày 18 tháng 8 năm 2020. Các nhà khoa học đến từ Đại học Harvard cho rằng mặt trời có thể có một người bạn đồng hành nhị phân có khối lượng tương đương. Họ cho rằng sự hiện diện của một ngôi sao đồng hành thuở ban đầu có thể lý giải những bí ẩn của khu vực đám mây Oort và cũng có thể hành tinh thứ 9 đã bị người bạn đồng hành này bắt giữ, chứ không phải nó được hình thành bên trong hệ mặt trời. Nghiên cứu được thực hiện bởi 3 giáo sư khoa học tại Đại học Harvard cùng với một sinh viên của trường. Như chúng ta đã biết, đám mây Oort là một quả cầu khổng lồ chứa trong nó rất nhiều các vật thể băng giá. Đây là khu vực ngoại ô của hệ mặt trời. Nó được mở rộng từ 2.000 đến 100.000 đơn vị thiên văn AU tính từ mặt trời, tức bán kính của đám mây này có thể lên tới 1,58 năm ánh sáng. Những lý thuyết trước đây của các nhà khoa học không thể giải thích được vì sao khu vực đám mây Oort lại mở rộng đến như vậy. Nếu nó là tàn dư còn sót lại của quá trình hình thành các hành tinh và mặt trăng của hệ mặt trời, thì nó phải giống như vành đai tiểu hành tinh nằm giữa Mộc Tinh và Hỏa Tinh. Nhưng đám mây Oort này lại có một khoảng cách rất xa. Mọi lý thuyết về sự hình thành của đám mây Oort đều gặp những lỗ hổng không thể giải thích. Nhưng với lý thuyết mới mà nhóm các nhà khoa học tại Đại học Harvard đưa ra, chúng phần nào lý giải được những điều bí ẩn của đám mây này. Lý thuyết mới chỉ ra rằng, đám mây Oort nhiều khả năng chúng là những người qua đường, tức các thiên thể trong đám mây này không phải xuất phát từ hệ mặt trời, mà nó là những thiên thể trôi nổi bị lực hấp dẫn của cặp song sinh mặt trời bắt giữ. Các nhà khoa học lý giải thêm, các hệ thống nhị phân có hiệu quả hơn trong việc bắt giữ các vật thể so với những ngôi sao đơn lẻ. Nếu điều này là sự thật, thì người bạn song sinh của mặt trời đang ở đâu? Nhiều nghiên cứu trước đây của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những ngôi sao giống mặt trời có thể có người bạn đồng hành tạo ra các cặp đôi. Trong một vài triệu năm hoặc lâu hơn, hầu hết các cặp đôi này tách nhau và trở thành những ngôi sao đơn lẻ. Còn một số chúng di chuyển đến gần nhau tạo thành những cặp nhị phân chặt chẽ hơn. Có lẽ với hệ mặt trời của chúng ta, nó sẽ ở nhóm đầu tiên. Các nhà khoa học giải thích thêm, có thể trong thời gian tồn tại, hệ song sinh mặt trời đã di chuyển gần một cụm sao nào đó và rồi người bạn đồng hành bị cụm sao bắt giữ hoặc bị lực hấp dẫn siêu lớn của cụm sao này đẩy ra khỏi hệ mặt trời. Có thể bây giờ nó đang ở bất kỳ nơi đâu trong dải ngân hà của chúng ta. Ngoài ra, khi người anh em song sinh của mặt trời tồn tại, nó đã bắt giữ hành tinh giả thuyết thứ 9 ở gần người anh em song sinh này. Và cũng có thể có một số các hành tinh lùn sau khi cuộc chia ly diễn ra, nó có thể để lại một quần tụ các vật thể này bên ngoài đám mây Oort. Nhưng có điều, cả đám mây Oort và hành tinh giả thuyết thứ 9 đều nằm rất xa mặt trời, nên việc quan sát và nghiên cứu khu vực này vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà khoa học. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng khi đài quan sát siêu lớn Vera Rubin đi vào hoạt động vào năm 2021, nó có thể sẽ xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của hành tinh thứ 9. Nếu khi đó chúng ta tìm thấy hành tinh thứ 9 và một quần thể các hành tinh lùn bị bắt giữ, thì có lẽ mô hình nhị phân sẽ được ưa chuộng hơn so với mô hình ngôi sao đơn độc của hệ mặt trời. Phải nói rằng, vũ trụ bao la luôn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá. Chỉ xét riêng hệ mặt trời của chúng ta thôi, để hiểu được nó đã là một thách thức lớn với các nhà khoa học.
Vậy mà vũ trụ khả kiến được cho là có đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể khám phá được nó. Chính bởi vậy, khi nghiên cứu về vũ trụ, phần đa các nhà khoa học đều xây dựng những giả thuyết, lập luận cho những nghiên cứu của mình. Dường như sự quan sát vũ trụ của khoa học hiện nay vẫn còn rất nhiều hạn chế. Kể từ những năm 1980, các nhà khoa học đã cho rằng mặt trời của chúng ta có một ngôi sao ác quỷ đang ẩn nấp đâu đó bên rìa ngoài. Nó được đặt tên là Nemesis. Vào năm 1984, nó còn mặc nhiên được công nhận trong lý thuyết khoa học. Theo đó, các nhà khoa học cho rằng nó quay quanh mặt trời ở khoảng cách 95.000 đơn vị thiên văn AU, tức khoảng 1,5 năm ánh sáng. Với vị trí này, có lẽ nó nằm ngoài rìa khu vực đám mây Oort. Thời bấy giờ, các nhà khoa học tin rằng nó có thể là một ngôi sao lùn đỏ hoặc một sao lùn nâu, và nó là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt trên trái đất cứ sau khoảng 27 triệu năm. Các nhà khoa học suy đoán Nemesis có thể ảnh hưởng đến đám mây Oort. Chúng được tạo thành từ những tảng băng bao quanh bên ngoài phạm vi diêm vương tinh. Nhiều khối băng trong khu vực này di chuyển quanh mặt trời theo quỹ đạo dài hạn hình elip. Khi chúng tiến lại gần ngôi sao, băng của chúng bắt đầu tan chảy và bốc hơi về phía sau, tạo ra những cái đuôi rất dài. Chúng được định nghĩa là sao chổi. Nhiều nhà khoa học thời bấy giờ tin rằng ngôi sao ác quỷ Nemesis sẽ du hành qua đám mây Oort theo chu kỳ 27 triệu năm. Khi đó, nó có thể đẩy các mảnh băng ở đám mây Oort bay đi, khiến chúng lao thẳng vào hè mặt trời. Do đó, xuất hiện tỷ lệ tuyệt chủng hàng loạt cứ sau khoảng 27 triệu năm. Ngoài ra, khi quan sát quỹ đạo lập dị của các hành tinh lùn Sedna, những vật thể xuyên biên giới này có quỹ đạo dao động từ 76 AU đến 1.000 AU với chu kỳ rất lâu khoảng 12.000 năm. Do đó, các nhà khoa học càng tin rằng phải có một lực hấp dẫn cực lớn chịu trách nhiệm giữ các Sedna khi chúng ở cách xa mặt trời. Đó có thể là ngôi sao ma quái Nemesis. Một giả thuyết khác thay vì ngôi sao xâm sinh, đó là thế lực của hành tinh thứ 9 nằm ở rìa ngoài hệ mặt trời. Các nhà khoa học đến từ Đại học California đã gợi ý vào năm 2016. Họ cho rằng phải có một vật thể rất lớn bên rìa ngoài mới có thể khuấy động các vật thể băng giá trong vành đai Kuiper. Vào năm 2017, NASA đã tuyên bố có thể tồn tại hành tinh thứ 9 với khối lượng lớn gấp 10 lần trái đất và nó đang quay quanh mặt trời. Theo đó, hành tinh thứ 9 có thể là một siêu trái đất của hệ mặt trời. Các nhà nghiên cứu tin rằng hành tinh này có khối lượng lớn gấp 10 lần trái đất và khoảng cách tới mặt trời gấp 20 lần hải vương tinh, hành tinh xa nhất của hệ mặt trời. Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng trên máy tính về sự xuất hiện của hành tinh thứ 9. Họ cho rằng nhiều thiên thể nghiêng 90 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của hệ mặt trời. Khi nghiên cứu sâu hơn, họ phát hiện ra 5 thiên thể phù hợp với những thông số này. Ngoài ra, họ cho rằng lực hấp dẫn siêu lớn của hành tinh thứ 9 nó đã tác động lên quỹ đạo của 8 hành tinh chính của hệ mặt trời, khiến cho nó nghiêng 6 độ so với xích đạo của hệ mặt trời. Họ cũng chứng minh được rằng sự tồn tại của hành tinh thứ 9 có thể giải thích tại sao các thiên thể trong vành đai Kuiper lại chuyển động theo quỹ đạo ngược với mọi thiên thể khác của hệ mặt trời. Họ cho rằng không còn cách nào khác để lý giải sự kỳ lạ của những quỹ đạo nghiêng này. Nhưng cho đến nay, nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể tìm ra sự hiện diện của siêu trái đất này, dường như nó đang lẩn trốn trước những kính viễn vọng của con người. Trong nhiều năm gần đây, các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực càn quét bầu trời, nhưng dường như mọi sự tìm kiếm đều cho kết quả giống nhau. Họ không phát hiện ra ngôi sao song sinh của mặt trời, cũng không thể phát hiện ra hành tinh thứ 9. Nhưng các nhà khoa học vẫn tin rằng phải có một thế lực đủ lớn nằm phía rìa ngoài của đám mây Oort mới có thể tạo ra những hiện tượng kỳ lạ như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ cần thêm thời gian để các nhà khoa học vén được những bức màn bí ẩn này. Còn với nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học đến từ Đại học Harvard, một lần nữa khẳng định rằng bên ngoài khu vực xa xôi của mặt trời vẫn tồn tại một thế lực bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá. Hải Yến hy vọng rằng trong một tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ giải mã được những bí ẩn ở khu vực xa xôi này. Còn theo bạn thì sao? Liệu mặt trời của chúng ta có người anh em song sinh hay không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn mới được công bố về người anh em song sinh của mặt trời. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tôi thú vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!